chocolate hana. Ê, còn với bạn đây, giờ này để mình share lên trang cá nhân của mình nhé, cho nó vui, đông vui một tí, chờ mọi người vào rồi mình sẽ bắt đầu. Nó 2 giờ chiều bên mình, tức là 8 giờ bên Việt Nam. Không biết là mọi người thế nào rồi nhỉ? Hôm nay mình không đeo kính và đã hết len để mà đeo. Và nếu mà mình đeo kính tí nữa thì chắc tí nữa mới đeo. Vậy rồi chút xin chờ tí. Bây giờ để mình share video này của mình lên trên trang cá nhân của mình đã, để cho nhiều bạn vào hơn. Mọi người hãy nhớ share livestream này để cho nhiều bạn có thể vào xem và join in của mình hơn nhá. Chờ một tí nhá. Mình sẽ dùng laptop của mình để xem những comment của các bạn. Tại vì là hiện tại mình không có kính, cho nên là sẽ không nhìn được xa cái laptop. Mình đang quay bằng cái iPad. Mic nhỏ chị ơi à? Mọi người có nghe thấy mình không? Mọi người có nghe thấy rõ mình không nhỉ? Alo? Hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của mình. Mọi người có nghe thấy rõ mình không nào? Có thấy không nhỉ? Xin lỗi mọi người nhé. Ui, đã lên 124-127 người xem rồi. Tuyệt vời, ơi mà chị. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu lộn lại những cái câu hỏi ở phía trên từ đầu nhá. Ơ chết rồi, nó trôi đi đâu rồi? Liệu mình có thể lên được không nhỉ? Ok, mình sẽ lướt lên những cái comment trên nhá. Khá là nhiều comment cho nên là mình không biết là mình có thể có bị sót comment của bạn nào nữa không á. Chăm vào 2 người rồi. Để xem hôm nay mình được có bao nhiêu người xem nhá. À, cùng với bạn share này, cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hòa đã share video của mình. Ok, Hana gọi tên em đi. Đâu rồi nhỉ? Chết rồi, nó cứ lộn lộn comment đi đâu ấy. Để coi nhá. Đa số mọi người muốn hỏi mình là mình sinh năm bao nhiêu. Có người thì nói mình là sinh năm 2000. Có người thì nói là mình max cũng là 95 mà. Tức là max rất là già nhất là 95 mà. Còn ai nữa không? Ok, trả lời nha. Mình sinh năm 98. 1998 mọi người ạ. Tức là năm nay mình 20 tuổi. Già quá. Già không thể tin được là trong vòng 6 tháng nữa thì mình sẽ 21 tuổi. Ok, mình 20 tuổi nha mọi người. Giọng dễ thương với hành động kia quá. Cảm ơn, em cảm ơn. Người ta gọi đấy là có thể làm bản năng. Trời sinh ra đã định. Ok. Chào cá đi nào. Hello. Mình là Hana Hoàng. Hay mọi người có thể gọi mình là Huyền, tên thật của mình. Chị Tú Anh ơi, em lộ hàng lúc nào vậy? Oh my god. Đúng rồi, có rất nhiều bạn kiểu bảo mình là chị ơi add em đi, bạn ơi add mình đi. Nhưng mà ở trên cái trang cá nhân của mình ý, thì mình cố gắng là để giữ nó cho cái cá nhân của mình và với những người thân của mình thôi. Cho nên là mình sẽ không thể add hết tất cả các mọi người được. Và cũng nhiều quá nên mình cũng không thể nào add được. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã yêu của mình. Nhưng mà mọi người vẫn có thể follow mình trên fanpage này. Và trên cái fanpage này thì mình sẽ luôn reply mọi người, sẽ luôn phản hồi lại mọi người trên đó. Nên là mọi thứ mới thì mình sẽ update ở trên đấy. Cho nên là cũng không cần phải add fan của mình làm gì. Vậy nha, xin lỗi mọi người rất nhiều. Nhưng mà cảm ơn mọi người. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau ở trên này mà. Có sao đâu, đúng không nào? Đưa mic lên đi, đây rồi, 98. À, cũng có rất nhiều bạn. Có bạn hỏi mình là chị ơi tên chị là gì vậy? Tên đầy đủ của mình là Hoàng Ngọc Huyền. Và mình sinh tại Hà Nội. Đấy, tên mình là Hoàng Ngọc Huyền. Ở trên này nhá, thì mình đang đi học ở du học ý. Thì ở bên này người ta gọi mình là gì mọi người biết không? Mọi người có biết mình tên là gì không? Mình là Ngọc Hoàng nhá. Cho nên là một cái tên rất là thú vị. Khi mà sang bên này mình được trở thành Ngọc Hoàng mọi người ạ. Chị tên là Huyền rất đen nhé.
Ơi giời ơi, ai đây? Thảo My. Các bạn có biết Thảo My là ai không? Thảo My là người yêu mình đấy. Đâu rồi nhỉ? Ôi nhưng mà trên này kiểu tin nhắn nó cứ bị trôi đi đâu ấy, chẳng hiểu sao ấy. Giờ này em cũng chưa biết tên chị nữa đấy. Tên chị bây giờ nhá, 98 này. Hello chị xinh đẹp. Hello em Tuấn Vũ. À, lớn lên 1 tuổi. Bây giờ mình đã trở thành các chị lớn rồi. Mọi người biết là mấy năm trước kiểu mình đi đâu tất cả lúc nào cũng là một em bé, vì mình luôn là nhỏ tuổi nhất, nên bây giờ mình đã được làm chị rồi. Vui quá. 20 tuổi thanh xuân. 98 mà trẻ vậy. Ủa chứ 98 bây giờ 20 tuổi là già lắm hả? Mình không biết nữa. Trời sáng vậy chị. Bạn Đặng Quang nhắn. Tại vì em biết không, tại vì chị đã không ở bên Nam Đô, cho nên là trời nó sáng như vậy. Đố biết là bây giờ chị mấy giờ nhá. Nãy chị có nói rồi nhưng mà không biết đâu đấy bạn đã ở đây chưa. Con gái tuổi này sắp lấy chồng được rồi đó. Của bạn Đỗ Văn Hòa. Trời ơi, mình mới có 20 tuổi thôi mà, thanh xuân còn chưa tới. Làm sao mà đi lấy chồng được bạn ơi. Chị Huệ Chuyển. Chị Liên có comment: Hana ơi, chia sẻ làm thế nào để trong sáng và dễ thương như em đi nhé. Cái này thì như mọi người có hỏi và em cũng đã nói, thì đây là bản năng rồi mọi người ạ. Trời định rồi, không biết làm thế nào hết. Thì nói đùa thôi. Để trong tháng là dễ thương được á, thì mình lúc nào mình cũng phải tươi vui, tức là cảm giác như cuộc đời nó luôn luôn phải màu hồng. Đùa đấy, nói nhiều lại thành nói nhảm rồi. Xin lỗi mọi người nhá, sẽ có những cái khoảnh khắc như này mình nói mà mình không suy nghĩ nhiều ở trong đầu, và mình sẽ kiểu nói liên liên man man ấy. Nhiều khi mình vui quá mình cũng sẽ nói linh tinh nữa, cho nên là chờ đến đã não mình hoạt động nữa, nên mình sẽ trả lời mọi người dần dần. Em có thể làm lại cái intro trên YouTube được không? Của bạn Nguyễn Duy Khánh. Của anh Nguyễn Duy Khánh. Mọi người em, sự thật ý là khi mình làm cái intro này ý, thì sự thật là lúc đấy mình đi kiếm lùng sục hết những cái mà template ở trên mạng, tức là người ta làm rồi ý, thì mình sẽ đi kiếm kiểu cái template thôi, tức là ban đầu là cái template này nó chỉ là đen và trắng rồi mấy cái ô vuông vậy thôi, không có chữ, không có tiếng, không có một cái gì hết, chỉ có cái tiếng sóng à, có tiếng sóng đấy thôi. Xong rồi là mình mới nghĩ là bây giờ mình customize, mình làm cho nó độc đáo thành của riêng mình như nào ấy. Thế là mình mới nghĩ là mình hát đi, mình nói đi, kiểu cái giọng mình ấy thì có thể nó sẽ đặc biệt ấy. Thế là mình mới mình cầm mic lên, mình thu đúng chính xác là đúng một lần cho cái đấy. Mình nghĩ luôn, tự nhiên kiểu cái giai điệu đấy nó ở trong đầu mình thôi, rồi mình tuôn ra, mình nói đúng một lần cho mình thu luôn đúng một lần đấy. Intro của Hana. Thế là đi ra cái đấy đúng một lần luôn, xong rồi kiểu cũng được này, thế là mình cho lên luôn. Hồi trước thì mình chỉ nghĩ là mình sẽ cho lên vlog thôi, xong rồi sau đấy là mọi người bảo là chị ơi cho cái intro trở lại đi, nó đáng yêu lắm. Thế là mình nghĩ là mấy cái video đợt tới này thì mình sẽ cho nó vào, và bây giờ thì kiểu tất cả mọi người đều bảo là cái intro này nó rất là đáng yêu và mọi người rất là thích, cho nên là mình nghĩ là từ giờ mình sẽ để cái intro này. Không biết là trong tương lai thì mình sẽ có thay đổi gì không, nhưng mà mình rất là thích nó. Cảm ơn mọi người vì đã thích cái intro củ chuối của mình nhá. Ok. Câu tiếp theo. Người mắc cái gì trong họng. Hoàng Thị Ngọc Huyền. No, mình tên là Hoàng Ngọc Huyền, không có chữ thị nha. Mọi người nghe được mình không nhỉ? New comment. Ôi nhiều comment quá. Ôi lần đầu tiên mình được nhiều bạn comment như thế này. Chết rồi, bị mắc cái gì trong họng ấy. Trời đi đi lính.
Mọi người nghe thấy mình nói gì không? Mọi người nghe thấy mình nói gì không? Mình đang dùng thử laptop thì thấy là nếu mà để to lên thì cũng có nghe thấy. Nhưng mà xin lỗi bạn nào nếu như không nghe thấy mình nhá. Mình thật sự không cố ý đâu. Ok, để mình lọc lại nào. Ôi nhiều comment quá. Kiểu nó bị lộn lên ý, mình chắc chắn là mình sẽ bị lỡ mất một vài comment của các bạn. Chắc chắn là sau cái buổi livestream này thì mình sẽ lượt lại hết tất cả để chắc chắn là mình sẽ không bỏ lỡ một cái câu nào nhá. Hardly back home đi. Cái này để tí nữa nha. Ok. Lục lại nào, bây giờ mọi người có nghe mình không nhỉ? Nghe rõ lắm Hana ơi. Có bạn nói là nghe rõ lắm Hana ơi, có bạn thì nói là tiếng bé tí nên là mình cũng không biết là ai có nghe được không nữa. Nhưng mà mọi người hãy cố gắng nhá. Xin lỗi mọi người rất nhiều, mình sẽ cố gắng lần sau livestream mình sẽ cải thiện cái âm thanh, nhưng mà mình cũng thật sự bây giờ chưa biết là cải thiện như nào nữa. Bây giờ ok, mình sẽ trả lời tiếp câu hỏi này của bạn Duy Nguyễn. Chị đang ở thành phố nào ạ? Mình đang ở Nottingham tại nước Anh nhỉ. Có nhiều bạn kiểu bảo mình là, ví dụ như bạn Lâm Mạnh Dũng này gọi là lỗi mọi người. Cờ muối. Em là thánh cầy viêm cho chị đấy. Bạn Lâm Mạnh Dũng, cảm ơn em nhá. Xong rồi là đâu thì bạn nào. Xong rồi có mấy bạn kiểu bảo mình là giống người yêu cũ của bạn ấy, và hoặc là một bạn đây là bạn Sơn Tống bảo là giống crush của mình mà nó đi lấy chồng rồi. Chẳng đã hát có xin cả. Đỗ, bạn Đỗ Văn Hòa hỏi mình là Han đang học ngành gì ở bên Anh vậy? Mình hiện tại đang học ngành marketing nhá. Học ngành marketing. Các bạn bảo là các bạn cài vi cho mình nhiều lắm. Đáng yêu quá, cảm ơn mọi người nhá. Cái gì nữa nhỉ? Cảm ơn mọi người. Hôm nay thật sự nhá, lúc mà mình lên livestream ấy, mình đã, đây là lần livestream đầu tiên mà mình cảm thấy là mình hồi hộp ý. Tại vì là kiểu như là theo kế hoạch rồi, kiểu cảm giác như là cái gì nó lên kế hoạch mình cũng rất là hồi hộp khi mà nó đến. Và hôm nay mình đã phải make up cũng không nhiều quá, cũng như bình thường thôi. Nhưng mà kiểu cảm giác là mình phải fix xinh một tí. Nên rất là run, rất là hồi hộp khi mà được livestream ngày hôm nay. Mọi người nhớ hỏi mình những câu gì nó hay một tí nhá. Đừng chê mình nhiều, hôm mình buồn lắm. Đừng về tí, nó nhiều quá, thấy rõ nhưng không nghe tiếng đâu. Chị ơi, chị đây. Nhà chị có bình chữa cháy không? Không. Em định nói rằng chị là ngọn lửa cháy trong tim em sao? Ở bên này mọi người ạ, mình có quen một chị bạn. Chị ấy là chúa xến, cho nên là mình đã nghe những cái câu này rất nhiều lần rồi. Chị Tú Anh ạ, nếu mà chị có xem video này, chị sẽ nhận ra đấy là mình. Chào chị. Không biết là mọi người đã nghe thấy rõ chưa nhở. Tại vì là thực sự là mình đã đeo tai nghe rồi. Hello ha, hello chị Linh. Năm nay em bị bệnh hay sao ý? Năm nay em bị bệnh. Không, em không bị bệnh mà. Bạn Hiệp Thanh có comment là nhớ lúc 1.000 view cày hồi tới 1 triệu view thấy hạnh phúc ghê. Chị cũng thấy hạnh phúc lắm ý. Đúng rồi, có rất nhiều bạn hỏi mình là bộ combo mic của mình là gì. Thì mình dùng mic BM800. Cái này là của Trung Quốc thôi, mua rẻ lắm, tầm độ 500.000 cái mic đấy. Và nếu như mà muốn mua cái bộ sound card ấy, để mà kiểu thu lên là nó vang ngay, để mà kiểu hát karaoke bình thường, thì cái bộ đấy là 1.500.000.
Nhưng mà thực sự thì bây giờ mình quay video, mình thu âm ý thì mình chỉ sử dụng cái mic đấy thôi, là tức là nếu như mọi người cần ý thì cũng chỉ mất 500 nghìn cho cái mic đấy thôi. Mà dụng cũng ok, mình nói cái tiếng nó cũng không thật sự là hoàn hảo, nhưng mà mình nghĩ là bạn nào mà kiểu ít tiền ý mà vẫn muốn sử dụng một cái mic ok thì mình nghĩ cái này cũng được đấy. Và mình chỉ cắm vào máy tính thôi, xong rồi trên máy tính thì nó có cái phần là voice recorder ấy, thì mình dùng cái đấy mình thu luôn, xong rồi mình ghép vào video, thế là xong, không có gì cả, rất là đơn giản luôn. Bài gì nữa đây? À, câu nhầm, giọng gì đây? Giọng Hana nghe dễ thương. Cảm ơn mọi người. Tiếp nha. Chị ở nhà riêng ạ. À? Tại vì chị đang đi du học cho nên là chị ở nhà riêng. Chị thuê một phòng với nhiều bạn khác ở trong một căn nhà. Hana biết bao nhiêu thứ tiếng vậy? Của bạn Khoa PN. Mình biết tiếng Anh, tiếng Việt. Và không biết là cái này có tính không, một một chút tiền Hàn à. Mình tự học thôi cho nên là cũng không không có giỏi. Mình biết đọc nhưng mà mình đọc nhưng mà mình không hiểu. Nhưng chắc là không tính thôi. No, anyway mình chỉ biết hai tiếng thôi, tiếng Anh và tiếng Việt, là có thể nói trôi chảy. Ý, chị sống một mình, chị có thấy biểu cảm, chị có mấy biểu cảm dễ thương giống bạn em quá, so cute của giận Duy Nguyễn. Duy Nguyễn. Thả thính chế Hana không thành công rồi, khử khửa. Rồi bạn Đỗ Đức Hoàng Sơn ơi. Mình nghĩ là xem laptop thì sẽ nghe to hơn, tại vì laptop là có chế độ tiếng bật, có thể bật to hơn ý, nên là mọi người cố gắng nhá. Bạn Vũ Nhật Nam hỏi một câu, chị với anh Hà Kê Tú là anh em ruột ạ? À? Tức là cái mối nhân duyên của mình với anh Hà Kê Tú nó rất là một dấu hỏi rất là lớn đối với rất nhiều người, và câu này bọn mình cũng đã trả lời rất là lâu rồi. Mình và có một lần mình đọc được một cái comment của một bạn ở trên bên kênh Hà Kê Tú, và bạn ấy biết rõ tần tật về mối quan hệ của mình và anh Hà Kê Tú luôn, và bạn ấy kể rất là chi tiết, và mình cũng không ngờ là kiểu bạn ấy lại biết rõ đến như thế, không hiểu bạn ấy mò đâu ra. Nên nói chung là mình và anh Hà Kê Tú chỉ là quen nhau bạn bè thôi, thì anh Tú là bạn của bạn bạn của chị bạn mình, và mình hồi ở đây thì anh Tú cũng học ở đây và tham gia một cái sự kiện với nhau, event của hội học sinh sinh viên ý, thì là hai anh em quen nhau và cùng hợp tác biểu diễn trên sân khấu, sau đó thì là thấy hợp thì bắt đầu cover cùng với nhau thôi, cũng nói chung là cũng không có mối liên hệ gì cả, nhưng mà tại vì cũng thân nhau cho nên là cũng gọi là anh em, và thích làm anh em rồi cũng được. Thầy em cứ hoa với ngày muộn. Sự thật là ngày hôm qua mình đã đi chơi về muộn, cho nên là giọng của mình hôm nay không được tốt cho lắm, nên là tí nữa hát có thể là sẽ không được hay. Nhưng mà tí nữa chắc là sẽ có. Mọi người nhớ lại coi nhá. Mẹ chị nó ăn ngon không chị? Một câu hỏi rất là random của bạn Hữu Nhật. Ngon. Mẹ chị mà phải nó ăn ngon chứ. Chị gái chị nó ăn cũng ngon luôn. Cho nên là cuộc sống của mình nói là cuộc đời của mình rất là may mắn. Tại vì mình luôn kiểu là không bao giờ phải lo đến đồ ăn ý. Tại vì là những người xung quanh của mình, tức là mình rất may mắn đối với đồ ăn, mình đi đâu cũng có đồ ăn ngon, và tức là mình không phải nấu, mà tức là sẽ có người khác nấu cho mình ăn. Và những người nấu cho mình ăn là kiểu là những người họ rất thích nấu và họ nấu ăn ý. Ví dụ như là chị gái và mẹ mình. Cho nên là ở nhà mình thường là mình sẽ không phải nấu nhiều, mà là chị và mẹ sẽ tự nguyện nấu. Tại vì mọi người thích nấu ăn thì mình sẽ được ăn thử ấy. Thế là cũng hay. Nhưng mà hồi ở nhà thì mình cũng hay phải nấu cơm. Tại vì là bố mẹ với chị đi làm, chị đi học đó, nên là mình cũng phải nấu ăn. Nhưng mà mình không thích nấu nhưng mình nấu được. Em biết chị từ hồi cover thằng cuội của bà An An. Hello, bà thằng cuội dạ cũng phải được 3 năm mới nhỏ. Lâu thế. Giọng chị cương cực. Intro của Hana của bạn Lê Hoàng Nguyễn. Live way back home cả nay thì mọi người hãy chờ đến cuối chương trình nha.
Muốn hát stream mua mic tầm bao nhiêu là được hả? Của bạn Huỳnh Nguyễn Thành Tâm. Mình nghĩ là một cái mic stream bình thường chắc là tầm độ 500.000 là ok rồi. Còn nếu mà đầu tư hơn nữa thì mic 1 triệu, mấy triệu cũng có. Tức là cũng rất là nhiều loại mic ấy. Chị học ở Anh được bao lâu rồi ạ? Của bạn Châu Anh. Mình học ở Anh được, bây giờ tính đến nay là năm thứ tư rồi. Mình học 2 năm cấp 3 ở đây và 3 năm đại học. Năm tới là năm cuối của mình. Linh Nguyễn. Chị Linh ơi, em vẫn ở phòng này mà, đâu khác đâu. Tức là cái góc máy khác thôi chị Linh ạ. I love Hannah. Của bạn Hờ Nờ Sơn. I love me too. Ở Việt Nam nhà chị có bán rượu không? Của bạn Dũng Huỳnh. Không em ơi, chị không bán rượu đâu. Nhưng cái sự say của chị là nó toát ra từ trong chị rồi đấy em ạ. Buồn cười quá. Mình nói đùa thôi nha. Chị biết chị gặp may mắn nhất khi nào không? Của bạn Hữu Nhật. Không. Khi nào nhở? Hãy nói cho chị biết nhé bạn Hữu Nhật ơi. Thích nhá, hai cái lúm. Mình chỉ có một cái lúm thôi mà. Của bên này. Bên này thì nó cũng hơi lõm lõm nhưng mà nó không lõm lắm, nên coi như chị bên này thôi. Nhà mình thì cả bố mẹ mình đều có hai cái lúm đồng tiền, cả bố cả mẹ luôn. Nhưng mà chị gái mình thì có bên phải, còn mình thì có bên trái. Hay. Thế mà bố mẹ không cho nốt hai cái hai bên đi, lại còn cho nốt một cái. Chán thật. Bạn Tiến Đạt hỏi quê bạn ở đâu vậy? Quê mình ở Hà Nội nha. Mình sinh ra ở Hà Nội. Và bố mẹ của mình đều là cũng tính ra là gốc Hà Nội luôn. Chị Linh à, hình như vẫn còn cái camera quay nó bị ngược lại. Hannah quay view cửa sổ á? Bây giờ chị mà quay cái iPad của chị quay view cửa sổ thì chắc là nó lại rơi bù mất. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Nói lại nhá, mình 20 tuổi rồi. Chị bạn Hữu Nga hỏi chị đang ở Mỹ hay ở Việt Nam vậy? Chị không ở Mỹ hay cũng không ở Việt Nam luôn. Chị ở bên Anh nha. Bạn An Han hỏi, ôi đau mắt quá. Chị học trường gì chị ơi? Chị học trường Nottingham Trent University. Đỗ Văn Hòa. Hannah ơi, mình muốn sang Anh gặp Hannah có được không? Nếu như mà bạn sang được thì tất nhiên là tại sao không rồi. Nguyễn Tiến Đạt kêu mình béo vãi. Chuyện là như thế này. Mình không phải lúc nào mình cũng nhận được những cái câu này. Nhưng mà có rất là nhiều bạn nhắn tin. Cũng không phải nhiều. Tức là một vài bạn nhắn kiểu là Hannah ơi sao mập quá, Hannah ơi sao béo quá, sao cái má nó như cái bánh bao vậy. Nhưng mà cái suy nghĩ đầu tiên của mình là mình không ghét những cái câu comment như thế. Nhưng mà mình chỉ suy nghĩ rằng là mọi người nói như vậy có ý nghĩa là body shaming hay không. Body shaming là gì? Body shaming là kiểu như là một cái, khi mà mình nói một cái lời ra về cái ngoại hình của người khác ấy, thì tức là mình đang như thế nào nhỉ? Chỉ xấu về cái ngoại hình của người khác. Mà khi mà nói như thế thì đặc biệt là con gái, không phải ai cũng sẽ bị tổn thương, nhưng mà đa số là sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái câu như thế. Cho nên là mình chỉ muốn nói với những bạn mà kêu là mình béo quá hay mình mập quá ấy, thì mặc dù là ví dụ kể cả như bạn có ý tốt đi, và mình chắc là mọi người cũng có ý tốt thôi, là mình nói là mình mập mập mũ mã mỹ mỹ thì đáng yêu, nhưng mà mình thì không sao, tức là mình thì ok cái chuyện đấy. Nhưng mà mình chỉ muốn nhắc các bạn một chút thôi là cái đấy nó sẽ thuộc dạng vào body shaming đấy, và nó sẽ làm cho đa số con gái là sẽ không thích những cái câu như thế. Và kể cả bạn có ý tốt, nhưng mà khi mà bạn nói ra thẳng tuột như thế thì nó không khác gì như một cái mũi kim đâm hay là dao đâm vào người đâu. Ok, cho nên là tránh nhá. Chủ đề này cũng là chủ đề mà rất là nhiều chị em đang nói ngày đây, và mình cũng muốn nói một chút, tại vì là mình cũng nhận được những cái đấy. Thì mình thì ok, mình không sao, mình vui khi mình béo mà.
không 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 phải béo mà là kiểu mũm mĩm ý, nhưng mà kiểu như là mình hạnh phúc mà thật sự nhá, mình chỉ khi nào mình vui mình hạnh phúc thì mình mới ăn thôi, và mình tăng cân một chút, nhưng mà cái đấy là thể hiện của sự hạnh phúc, và tức là cái đấy cũng không có nghĩa là khi mà mình gầy thì mình không hạnh phúc. Nhưng mà anyway, tức là khi nào mà kiểu quá mà mập hay là kiểu quá là đồ sộ mà không thể chấp nhận được nữa thì hãy nói khéo với người ta bảo là mập quá thì không tốt, không tốt cho khỏe, nhưng mà kiểu bình thường như này thì mình không nghĩ là mình mập. Ok. Ừ thì có mũi. Ừ nhưng mà đấy, ý mình là cái body shaming ấy, là cái đấy phải tránh. Mọi người hiểu không? Chị quê ở Hà Nội này. Ôi còn những cái 136 comment mới mình không biết, mình chưa đọc được, mình vẫn đang ở trên cái comment này phía trên nữa. Về du học này, có bạn nói về mình du học này, để mình tí nữa mình nói luôn nha. Chị có tính làm ca sĩ không, của bạn Đinh Hoàng. Cái này còn để xem. Cái này nó thụ thuộc vào con đường của mình, nó có thể rẽ được đến đâu, mình không biết nữa. Vũ Nhật Nam, chị và chị My có định làm clip duet không ạ? Cái này phải hỏi Thảo My nhá. Thảo My kêu lắm. Đùa thôi. Cái này trong tương lai mọi người sẽ biết nha. Chia sẻ cân nặng chiều cao nữa được đi, thì số đo ba vọng của bạn đi có được không? Why? Why you want to know my height? My weight? Như chiều cao thì mình không cao. Mình chỉ cao 1m58 thôi. Nhưng mà cân nặng của mình nhá, mình cũng không giấu đâu. Dưới 55 và trên 50 khoảng đấy. Mình cũng không biết chắc chắn là bây giờ như nào, thường thì mình không không có có cân. Nhưng mà khoảng đấy, nói chung là cũng mũm mĩm một chút. Không chắc cả. Chị có xa khoa không hạ, của bạn Lâm Đỗ Hoàng. Long Do Hoang. Chị có sợ Hana Hoàng nha, là có nha. Uống nước nào. Nước ngon thế. Bên đó trời đang sáng à, của bạn Lâm Hoàng Nguyễn. Yes, bây giờ là 2:35 chiều, tức là kém Việt Nam 6 tiếng. Nguyễn Sĩ Khương Duy, cậu ở Mel à? Melbourne hay à? Không, mình ở Anh mà. An An, cảm ơn bạn An An nha. Mũ Mỹ không có gì sai đúng không? Mũ Mỹ nhưng mà ok là được, không bị quá đồ sộ. Nếu mà tức là mình thấy nếu như mà kiểu nó người ta quá béo ấy thì tức là người ta sẽ có nhiều cái chất thừa ở trong người, thì lúc đấy là nó hại cho sức khỏe. Thì nếu như mà nó hại cho sức khỏe thì đấy mới là cái điều xấu. Còn nếu như mà mình mũm mĩm nhưng mà mình vẫn tươi vui, mình vẫn khỏe mạnh thì không sao hết. Kể cả những bạn gầy cũng vậy. Nhưng mà đừng gầy quá, tức là đừng có cái gì quá là được. Hoài à, Phan hỏi Hana bên anh có quen anh handsome nào không chị? Anh handsome là anh nào? Trời ơi, chị dễ thương vậy mà có người nói béo, no way. Sự thật đấy em ơi, có chấp nhận được không? Thật ra là chấp nhận được mà, nhưng mà nói vậy thôi. Nói về Hờ Sơn hỏi, nói về cảm giác mới lúc đầu em học xa nhà nó như thế nào đi em. Cái này thì lại về phần du học à? Có rất là nhiều bạn thắc mắc về phần du học nhỉ. Ok, thế bây giờ mình nói về phần du học nhá. Mình đi du học là mình đi xa nhà là từ năm mình 16 tuổi, tức là 4 năm trước. Nói chung là cảm giác vui lắm. Lúc đấy thì mình cũng đang ở kiểu như là tuổi muốn được đi trải nghiệm ý, muốn được đi khám phá, cho nên là mình cũng không lo lắng gì cả. Và kiểu nói chung là cảm giác nó lúc đấy mình cảm thấy là mình rất là tự tin. Lúc mà mình đi thì đúng là cái khoảng thời gian mà mình muốn cao chạy xa bay, mình muốn được trải nghiệm những cái thứ mới, cho nên là mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng với mình. Hoặc là có thể là mình may mắn mình gặp được những người tốt. Thì mình đi cũng rất là thoải mái, nói chung là sống độc lập cũng rất là vui. Ở bên này thì bạn bè cũng có, không không lúc nào là thiếu hết.
Và thành phố mình đi cũng là một cái thành phố nhỏ. Bạn bè ở bên này, người dân ở bên này họ cực kỳ là thân thiện luôn. Cho nên là lúc mà mình đi thì không có một cái sợ hãi, không có một cái gì lo lắng cả. Và học xa nhà thì mình nghĩ là cũng tại vì mình sống khá là độc lập nữa. Mình mặc dù là từ bé đến giờ là ở nhà với bố mẹ suốt và được bố mẹ bao bọc rất là nhiều, nhưng mà cũng có thể là chính vì thế mà mình lại thích cái cảm giác được tự lập hơn. Cho nên là mình sống vô cùng là độc lập, mình không có dựa dẫm ai hết, nên là khá là thoải mái. Tại vì mình còn là một cái đứa mà rất hay nghịch ngợm nữa, ví dụ như là quay video hát này nhá, xong rồi là làm những cái phần mềm nhá, mình tự làm hết và mình tự mò mẫm hết. Tức là mình những cái thời gian rảnh thì một là mình có thể là ngồi xem phim, hai là mình ngồi quay hát. Tức là mình sẽ không bao giờ có thời gian dành cho bản, tức là không có quá nhiều thời gian dư thừa mà không làm gì cả. Tại vì mình sẽ luôn luôn đi tìm những cái mới để mình làm. Cho nên là mẹ mình cũng kiểu bảo là không bao giờ lo con này nó chán đâu ý, tại vì là lúc nào nó cũng sẽ có cái gì nó làm. Cho nên là vui lắm. Đi du học mà kiểu cảm thấy mình được độc lập mà, tức là vẫn có bạn bè thì vui cực kỳ luôn. Nhưng mà nhiều người thì lại không không cảm nhận như thế. Mỗi người một kiểu. Mình thì coi như là học hết năm tới này là hết rồi đấy. Còn không biết là tương lai có dự định học tiếp không, nhưng mà nếu mà không có gì thay đổi là mình sẽ về đấy. Đấy. So với thời điểm về nước năm ngoái, Huyền béo lên mấy kg thế? Không, mình vẫn thế mà. Hữu Nhật hỏi chị có ngại vô Sài Gòn không chị? Không, trời ơi, chị rất là muốn về Sài Gòn luôn ý. Kiểu chị chưa vào Sài Gòn được 5 năm, chắc là phải hơn 5 năm rồi, phải 7 8 năm gì đấy là mình chưa vào Sài Gòn rồi. Và mỗi lần mình vào Sài Gòn thì hồi đấy mình còn nhỏ lắm, kiểu đi được có 2 3 ngày thôi, kiểu cũng chưa có enjoy được Sài Gòn nhiều. Cho nên là cũng rất là muốn bây giờ trở lại Sài Gòn thì mình có rất là nhiều bạn ở đấy. Cho nên là chắc chắn là cái đợt tới mình về Việt Nam thì chắc chắn mình sẽ vào Sài Gòn. Có rất nhiều bạn hỏi về về vấn đề người yêu tình cũ và crush. Ví dụ bạn Mai Chi hỏi, bạn ơi bạn có crush và đã bao giờ tỏ tình với crush chưa? Nếu như mọi người theo dõi mình thì mọi người cũng có biết rồi nhá. Và bao giờ tỏ tình với crush thì chưa, tại vì mình cũng may là mình chưa phải theo đuổi ai. Nhưng mà chỉ có, tức là có ai đấy mà kiểu bắt sóng mình thì mình bắt sóng lại. Ok. Nhưng mà mình không có tình trường đâu nhá. Không có đâu. Còn ai theo dõi mình thì sẽ biết rồi, cho nên chị không trả lời đâu. Hoài Phan hỏi là Hana đi du học có đi làm thêm không? Có, trời ơi mình đi làm ngập mặt luôn mà. Đa số thời gian ở bên này là mình đi làm và đi học cùng một lúc. Đi làm thì mình làm những hai chỗ lận cơ, cũng không phải là một đầu. Mình cũng chăm chỉ lắm chứ bộ. Bạn Nguyễn Gia Bảo lại hỏi là chị là gì với anh Hà Kế Tú vậy chị? Chị là bạn đồng hành cover với anh Hà Kế Tú. Huỳnh Nguyễn Thành Tâm hỏi bạn có học qua lớp thanh nhạc nào chưa ạ? À, mình chưa, thực sự là chưa. Mình rất là muốn đi học một lớp thanh nhạc từ bé rồi, từ hồi mình cấp 2 mình đã xin mẹ đi rồi nhưng mà mẹ không cho, mẹ bảo là tự học đi. Thế mình tự học thật, mình kiểu hay nghe ca sĩ hát đi xong rồi mình hát theo, xong rồi là nghe người ta hát như nào rung, bắt đầu hồi xưa cũng rung kiểu như là như này, xong rồi dần dần ấy nó rung rung dần lên, bây giờ nó thành được cái độ rung tự nhiên như bây giờ. Cũng nói chung là mình thấy cũng đúng, kiểu hát nhiều thì sẽ hay, xong rồi là cứ cố gắng thì nó sẽ được thành quả gì đấy thôi. Chị có Facebook riêng không ạ? Chắc chắn là có chứ, nhưng mà cái này là riêng mà, riêng nên là giữ chắc của riêng một chút. Bạn Phan Tuấn Phong hỏi chị có định tổ chức off không ạ? Off á?
Cái này còn là một ẩn số. Mình có nên tổ chức off không mọi người? Trả lời cho mình nhá. Đạt Nguyễn, chị không ngại về Sài Gòn, chị chỉ cần có lý do thôi. Chuẩn đấy. Trung Nghĩa bảo vệ Việt Nam làm YouTuber Huyền ơi, mình cũng rất là muốn. Nhưng mà không biết là mình làm thì mọi người ủng hộ mình không nhỉ? Đỗ Văn Hòa, Hana bớt kêu được không? Bằng ngoặc ngoặc. Không, cái gì vậy? Trời đã ban cho mình rồi thì chắc là không nỡ để bỏ đi đâu ho. Na 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 lô không yo. Hello. Hello yo. Bạn học ngành gì vậy? Lê Hoàng Nguyễn, mình học marketing nha. Bạn Đức Duy hỏi mình là đi du học ở đâu? Mình đi du học ở Anh nhá. Cậu bao nhiêu tuổi vậy, Hana? Tớ 20 tuổi. Chị có idol ca sĩ nào không? Nguyễn Anh Thoan. Mình có chứ. Ôi trời ơi, nếu như bạn theo dõi mình từ lâu rồi thì bạn sẽ biết rằng là mình rất chi là thích ca sĩ IU của Hàn Quốc. IU là number one. Và về US UK thì mình thích Taylor Swift. Nhiều người kiểu nghĩ mình kiểu nó hơi bị ngược nhau một tí, là kiểu lại thích IU. IU thì thiên về kiểu ballad, cute, rồi là hát cao, hát kiểu những cái bài nhẹ nhàng. Còn Taylor Swift thì bây giờ chuyển thành pop rồi. Nhưng mà thật sự là mình thích kiểu đấy. Về anh Mỹ, nhạc Anh Mỹ thì mình thích Taylor Swift. Còn K-pop thì là IU. Và bây giờ thì là Blackpink, Red Velvet. Nhưng mình không thích Twice. Ok. Nhưng mà IU is number one. Còn Việt Nam à, thì mình thích Bích Phương. Thế thôi. Hello yo, don't call me fat now. Just now, okay. Tổ chức off ở Sài Gòn đi please, Hiệp Thanh. Bây giờ mình về thì không biết mọi người có đi off của mình không nhở? Bây giờ nếu mình làm off thì không biết mọi người có đi không nhở? Mình chỉ thắc mắc điều đấy thôi. Mình không biết tiếng Trung Quốc cho nên là mình không hát được bài tiếng Trung nha bạn Trung Nghĩa. Chị ơi cho em hỏi của bạn Trọng Bằng. Em hỏi đi rồi chị trả lời. Lông Đô Hoang again. Hỏi chị thích Hugh Co không? Chị không biết Hugh Co là gì em ạ. Ok. Huỳnh Nguyễn Thành Tâm bảo về Việt Nam học thanh nhạc về tớ cậu ơi. Cậu ở đâu vậy? Học thanh nhạc ở đâu vậy? Trọng Bằng, tiếng Mỹ với tiếng bên nước Anh có khác chút nào không chị? Thì accent, tức là cái ngữ điệu của họ sẽ khác nhau, cái đấy là chắc chắn và ai cũng có thể nghe ra được. Và cũng có một số từ ở bên này người ta dùng tiếng Mỹ khác mà tiếng Anh khác. Ví dụ như là cái thùng rác thì bên Anh gọi là bin, còn ở bên Mỹ gọi là garbage can. Hay là cái eraser thì ở bên bên Mỹ thì gọi là eraser, nhưng mà ở bên Anh thì gọi là rubber. Kiểu như vậy. Tức là những cái tiếng lóng nó nhỏ nhỏ thôi, cũng khác nhau mà. Anan IU chị đã cover Màu Đen Trắng, chị còn cover If You của Big Bang. Yes. Mình bảo là nãy mình hỏi là mọi người có đi off của mình không. Mọi người bảo là chắc chắn đi rồi chứ, muốn đi lắm luôn. Chị ơi nói tiếng Anh đi ạ. Chị nói gì bây giờ, tự nhiên bây giờ nói tiếng Anh xong rồi thấy nghe cũng kỳ lắm. Cho chị một câu đi, rồi chị nói tiếng Anh cho. Bạn Khoa Anh Pân nhắn Hana là mấy tuyển tập những biểu cảm đáng yêu đi ạ. Mình phải làm gì đây? Bây giờ chẳng lẽ là một cái video xong rồi là quay kiểu cái mặt mình thôi à? Nên là có bị nhàm chán không nhở? Long Đô Hoang Chu Cook là artist indie bên Hàn chị ạ. Chị nên nghe thử mà artist indie Việt Nam chị có thích hay không? Artist indie ở Việt Nam ý hả? Thực sự nhá, chị không hiểu rõ lắm về cái định nghĩa của từ indie đâu. Lúc mà nghe nhạc thì có thể là
bây giờ thì có thể tưởng tượng ra, nhưng mà về nghệ sĩ indie thì chị cũng không rõ là ai thuộc dòng này nữa. Chị bện hai bím tóc nhìn dễ thương ngực luôn. Cảm ơn em nha. Bạn có mấy bạn nhá, nhắn cái dòng mà muốn là mình nói cái đấy. Hải Hải hỏi Hana nghĩ sao về yêu xa. Yêu xa là một việc rất là khó, cực kỳ khó. Nhưng mà nếu như hai người thực sự là yêu nhau và có chí hướng thì mình ok, tại vì mình đã từng yêu xa rồi, mấy tháng gì đấy, yêu lắm và bây giờ vẫn ok. Kiểu mình, ôi trời ơi, muốn chị nói tiếng Anh ở bây giờ chị ngại lắm, kiểu bây giờ đang nói tiếng Việt đi cho tất cả các bạn Việt đi, nói tiếng Anh kiểu ngại vai. Ok, chị đang làm gì và học gì ở tiếng Anh ạ? Trả lời tiếng Anh nhá. So, I'm having a YouTube channel and I'm studying marketing in England and I'm living in Nottingham. Yeah, đó là accent của chị. Nhưng mà bây giờ đang nói kiểu giọng rất là cute, cho nên là maybe next time, another time. Hana nói Onisan đi. Onisan là gì ta? Hello chị, hello em. Chị tên chi rửa? Chị tên chi rửa? Chị tên Hoàng Ngọc Quyền nha. Chị có thể hát live với Back Home lời Việt được không chị? Bây giờ cũng là gần 3 giờ rồi, thế mình cũng sắp phải kết thúc. Cho nên là mình sẽ way back home. Đừng tư vấn tình cảm em ơi. Em cũng không tư vấn gì đâu mà, tại vì em cũng có gì đâu mà tư vấn. Chị chào em đi được không? Chào em Quang Hà. Nhà em có bán rượu không? Không. Mà làm trái tim anh say quá. Nói tiếng Nhật mới kêu à? Tiếng Nhật được câu gì nhỉ? Arigato gozaimasu. Konnichiwa. Chị xinh quá, mic hơi bé. Vẫn mic hơi bé à? Ok, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần âm nhạc nha. Tại vì mình sắp phải đi rồi, cho nên là lần này chỉ livestream được một tiếng thôi. Lần tới thì livestream sẽ hát nhiều hơn nhá. Hôm nay thì giọng mình cũng không được tuyệt cho lắm. Cho nên là sẽ hát một cái bài mà tất cả mọi người đều biết. Và nhiều bài hát này mà mình đã được làm quen với nhiều bạn hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trời ơi, thật sự là cái sức hút của cái bài này mình không thể ngờ tới. Mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ sở hữu một cái video triệu view, mà triệu view trong vòng chỉ có một tuần. Kiểu đây là một cái điều mà không ngờ được. Và những lượt theo dõi và lượt tương tác của mình đã tăng lên rất là nhanh. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là một cái sự mà mình không thể ngờ tới. Một điều mà mình chỉ có mơ mới đến. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bắt đầu bị điên rồi đấy. Bây giờ nhá, cái gì cũng sẽ phải đến. Và cái này nó cũng sẽ đến. Và cái này là cái gì? Đó là... chờ, bật nhạc ra. Không biết nhạc ở đâu. Nhầm rồi, đây không phải beat. Mình phải lấy beat ra thì mình mới hát được nữa. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Shhh. À, đi điên cầm à? chờ tí mình phải bật nhạc đã. Chưa có nhạc thì làm sao mà hát được. Đừng
Nhầm, cũng không phải file này luôn. Trật tự nào. Mọi người chờ tí nhá. Bật nhạc nữa, thổ lắm, không biết nhạc ở đâu luôn đấy. Qua nà. Đây hình như là bản này đấy. Chuẩn bị chưa à? Qua nà. Intro của Hana. Mình xem một thứ. Dừng lại một chút thôi. Người ngủ say anh đang tìm kiếm. Chẳng còn điều gì khó khăn để càng nhắn anh tới bên em. Dù ở đâu anh cũng sẽ trở về. Đừng buồn nhé em. Để gặp được chính em là điều đầu tiên khiến anh trở về nhà. Anh như con gió ngăn dấu yêu thương, mà sao nước mắt không ngừng được. Anh như con gió thấp thoáng đâu đây, nỗi nhớ mang em về bên cạnh. Quá khứ rất khó quên đi, còn nguyên vẹn như lúc trước. Oh oh oh. Sẽ còn đường tìm người mà anh yêu, ký ức quay về trong vô vọng. Tình dạ lòng lúc mình phải quên đi, nên quá xa đi càng in hận. Dừng chân phía cuối con đường, mà sao em không thể tìm thấy. Dừng lại, dừng lại, chậm lại một chút thôi. Người ngủ say anh đang tìm kiếm. Chẳng còn điều gì khó khăn để cằn nhằn anh tới bên em. Dù ở đâu anh cũng sẽ trở về. Đừng buồn nhé anh. Tìm gặp được chính em là điều đầu tiên khiến anh trở về nhà. Bản MP3 ở trên SoundCloud nha. Mọi người có thể xem ở trên đấy. Hình như là đã hết lượt để download rồi. Nhưng mà có thể nghe ở trên đấy. Hoặc là có thể xem video của mình nhưng mà ấn loop chẳng hạn, thì có thể nghe được nhiều. Anh ơi anh, ký ức vô tình quay trở lại. Chuyện vào màn đêm mây dày hay mơ, mà hình bóng luôn luôn. Thiếu em buồn đau em có hiểu thấu. Đừng mà, đừng đi. Dừng lại một chút thôi. Người ngủ say anh đang tìm kiếm. Chẳng còn điều gì khó khăn để cảm nhận anh tới bên em. Dù ở đâu anh cũng sẽ trở về. Đừng buồn nhé em. Để gặp được chính em là điều đầu tiên khiến anh trở về nhà. Một mình ôm vấn vương. Anh giờ ở đâu? Hãy để anh cứ nhớ nhung để được gặp em mà. Anh đã mất đi tất cả. Giờ một người một thế giới. Khi anh sang đi khỏi nơi này, xin hãy ôm lấy em. Đây tiếng Hàn này. Mầm chân chỉ khát số chẳng thể nỡ được chả chả cả. À mù đi mà khá đô khỏi cú nỡ yếc chín gọi. Khi có khiến ngang em đến cái này. Đi ra gà. Đô ra đô chế bử rô. Chỉ không ta xì về back home. Xong. Xong rồi. Hết way back home rồi đó. Xong rồi. Cảm ơn mọi người đã nghe nha. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem livestream này của mình và đã nghe đến hết bài Way Back Home. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ bài Way Back Home của mình vừa rồi. Và tính đến hiện tại nha, thì mình đã có hơn 3.300.000 lượt xem rồi. Và là một cái con số mà mình không bao giờ tưởng tượng được. Và đã có hơn gần 70.000 subscribers.
một con số mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngày hôm nay thì có thể là mình chắc chắn là mình đã lỡ mất một số comment của các bạn. Mình sẽ sau livestream này, sau đây thì mình sẽ lượt lại và mình sẽ trả lời hết tất cả những bạn nào mà mình chưa trả lời nhá. Và có một số câu hỏi nữa ở trên Instagram và trên Facebook, also ở trên YouTube nữa, mình có để và mình có thấy một số câu hỏi, nhưng mà ở đây mọi người lướt nhiều quá nên mình tiện mình chưa trả lời hết. Nhưng mà trên đó thì cũng có một số bạn trả lời hỏi những cái câu hỏi tương tự như vậy. Thì mong rằng là video livestream này sẽ giải đáp thắc mắc được một số thắc mắc của các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem livestream này và hẹn các bạn trong những livestream tiếp theo nhá. Mình sẽ cố gắng là sẽ làm một cái livestream sắp tới để hát và trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Đừng quên share video của mình và share livestream này để cho các bạn nào mà hôm nay đã lỡ mất có thể xem lại nhá. Và để là hẹn mọi người trong một livestream tiếp theo. Và mình không biết là cải thiện tiếng như nào nữa, nhưng mà nha, lần sau mình sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Và chúc mọi người một buổi tối. Bây giờ là 9 giờ rồi. Một buổi tối nếu mà chơi đêm về đừng có muộn quá nhá. Để cẩn thận và ngủ ngon. Chúc mọi người một tuần mới, tuần sau tốt lành. Bye bye. Cảm ơn vì đã xem livestream nhá. Bây giờ nóng quá. Nóng quá, mình đi chơi đây. Bye bye mọi người. Nhớ share video nhá. Và nhớ subscribe, nhớ theo dõi video của mình nữa. Sắp tới thì mình sẽ có nhiều video collab với mọi người hơn, với những bạn khác trên YouTube. Và tất nhiên là mình sẽ ra những bài mới nữa. Còn những bài mới nào thì hãy comment cho mình biết luôn nhá. Ok.